Người. lại là hà đây hôm nay hà hướng dẫn mọi người làm video logo nhé logo của để mà sau khi kết thúc video của mình ấy thì nó sẽ hiện cái logo của mình lên ví dụ nhá bây giờ hà muốn chụp cái ảnh phản hồi cho mình ấy thì hà sẽ có những cái bức ảnh đây thì Hà sẽ có một cái logo hai giây phía sau cùng của một video thì như vậy vừa giúp tăng cái thương hiệu của mình mà lúc chụp cái phản hồi á thì nó cũng sẽ ok hơn mọi người thấy không ạ thì Hà sẽ hướng dẫn mọi người làm cái logo video tròn như thế này nhé thì để mà sau mỗi khi mà kết thúc cái video ấy sau mỗi khi mà kết thúc video thì nó sẽ đây thì nó sẽ ra cái video logo của mình Mọi người đợi chút Thì mọi người để ý là Cái này giúp cho người khác khi mà có video của mình đăng lên ấy, Thì nó cũng sẽ có cái khẳng định cái chủ quyền cho mình Giống như video logo tiktok trực ký ở đây mọi người thấy không Đó thì Hà sẽ hướng dẫn mọi người nhé Đầu tiên là mọi người cần có video gốc 2 giây đó Đây, cái video này Đó, thì mọi người cần một cái ảnh mọi người cần một cái ảnh cắt tròn để lồng vào đây và sau đó chèn chữ phía trên và chèn chữ phía dưới thì bây giờ hà sẽ hướng dẫn mọi người đầu tiên mọi người cần có cái video này thì mọi người à, có thể vào cái tiktok của hà tải về hoặc là hà sẽ để như thế này luôn cho mọi người tải về rồi mọi người à, đó rồi mọi người ấy đi nhé, mọi người cắt video đi rồi sau đó là mọi người cần một bức ảnh Cần một bức ảnh xinh đẹp như thế này để mà bỏ vào Thì yêu cầu nó phải là hình tròn mà thường ảnh của mình thì là hình vuông, hình dọc đúng không? Bây giờ mọi người dùng cái phần mềm này để mình cắt cái ảnh Mình cắt cái ảnh này, đó là cái phần mềm pick -up. Mọi người để ý con chuột cái trỗi màu hồng có Hà nhé, phần mềm pick -up. Di chuyển thì mọi người tải cái phần mềm pick ad này về Thì nó cũng sẽ yêu cầu mình phí Nhưng mà mình chịu khó xem cái video quảng cáo đi Để được dùng miễn phí Hoặc là mọi người có thể mua phí Hay mọi người tắt mấy cái quảng cáo này đi Với có nhiều cái quảng cáo nó bắt mình xem hết Nó mới hiện cái dấu nhân tắt cho mình ấy Bây giờ mọi người vào ấn vào dấu cộng này Mọi người ấn vào dấu cộng ở đây Và sau đó là chọn ảnh Chọn ảnh để muốn làm logo Mọi người ấn vào tắt cả ảnh ở đây mọi người sẽ ấn vào dấu mũi tên trên xuống này cho nó nhanh mọi người ấn vào ảnh đã download mọi người lưu ảnh ở đâu thì mọi người vào đó kiếm nhé đây hey bây giờ mọi người sẽ ví dụ như là hà, cắt cái hình của con bé nhà hà chẳng hạn đấy nó hiện quảng cáo như thế này mọi người ẩn dấu nhân đi là được vì là mọi người đang dùng cái bạn miễn phí cho nên là nó hiện quảng cáo nhiều thì đối với một bức ảnh như thế này bây giờ nếu như mà mọi người muốn cắt ấy, muốn cắt cái tròn đấy thì mọi người ấn vào cái công cụ này mọi người thấy không cái công cụ này nhá sau đó mọi người chọn cắt tự do ấn hiểu rồi thì đây nó sẽ hiện cái hình cái kéo này các bạn ấn vào đây rồi các bạn dùng đây thấy không ạ hình dạng các bạn ấn vào đây và sau đó các bạn chọn hình tròn các bạn canh căn chỉnh nhá đeo cái tay này dùng cái tay di chuyển nó lên sao cho nó vừa khuôn mặt và sau đó ấn vào cái hai mũi tên đối triệu ngược này để kéo nó to ra nhỏ ro to nhỏ theo kích thước phù hợp các bạn nhớ là căn chỉnh cái khuôn mặt làm sao cho nó cân nhá, to đừng đừng to quá rồi cũng đừng nhỏ quá cái này nói chung là, đó các bạn kéo quá thì nó sẽ ra mất cái, nó sẽ ra mất cái ngoài khung luôn. đấy mà người kéo cho làm sao, ok, đó ví dụ như vậy. thì khi mà mọi người đã căn chỉnh được cái khung phù hợp rồi thì mọi người ẩn cắt thôi. đấy, mọi người ấn vào cái dấu tích ở phía trên góc phải Như vậy là mọi người đã cắt được Một cái ảnh tròn làm logo cho mọi người rồi nhé Bây giờ mọi người ẩn tải về đi là được ừ. Ấn đóng đi Nó đã nó báo đã lưu vào thư viện rồi Và sau khi mà mọi người đã có ảnh tròn rồi Thì bây giờ mọi người dùng phần mềm này để cắt này. Để ghép này Dùng phần mềm diêu cắt nó sẽ cần phải bước qua hai cái phần mềm nói chung để mà chỉnh sửa ảnh mà không mất phí thì nó có nhiều cái phần mềm miễn phí lắm diêu cắt 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 cũng được cắt cắt thì dùng với điện thoại iphone diêu cắt thì ăn android ấn vào dấu cộng các bạn ấn vào dự án mới và chọn kéo lên chọn cái video mà logo mà hai giây mà lúc nãy hà nói với mọi người ấy. Cái này mạng nó hơi lâu các bạn đợi chút nó loát Hà có nhiều video nên là phải loát nhiều lắm Đây Video 2 giây Ấn vào dấu mũi tên Rồi nó sẽ như thế này Bây giờ mọi người thêm mạnh vào đây nhá Mọi người ấn vào nhạn dán này ấn vào dấu cộng và mọi người chọn bức ảnh mà người vừa cắt xong. đó như vậy là nó hiện đây là bây, người, bây giờ mọi người dùng tay để di chuyển nhé. cho nó căn chỉnh vào chính giữa. sau đó dùng hai tay kéo cái mũi tên này ra cho nó khớp với cái vòng tròn là ok. sau đó ấn thử ấn vào dấu tích ấn thử cho nó chạy như vậy là ok xong một cái xong một cái video logo thì bây giờ mọi người ấn luôn đi mọi người cho cái này xuống đi cho cái đây ấn vào cái bản văn này mọi người nhập vào follow me follow page nhé hay là cái gì đó nói chung mọi người làm cái video cho youtube hay là fanpage thì mọi người làm vào nhập vào thôi ấn follow theo dõi phép hoặc là thanh kia ha là thanh for cảm ơn đã xem thanh for watching nói chung thì nó nhiều lắm các bạn làm sao để tạo cái tự ký cho nó cho nó hợp lý thôi ra đó ví dụ mọi người để luôn như thế này để luôn cái website với cả làm uh, cái ấy luôn cái số điện thoại luôn không chỉ tám sáu một tám năm một chín một sau đó ấn cái tích đi là được Và mọi người để ý ở đâu con, con 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 cái trội nó đi đâu rồi mọi người để ý đây kéo cho nó ra đi kéo cái 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 bỏ tay vào cái đây mọi người bỏ tay vào cái mũi tên này, này, kéo nó ra và dùng tay này chúng tay ở đây di chuyển cho nó lên và xuống mà người có thể là tách cái thanh phong quá trình này lên phía trên chẳng hạn đó như vậy như vậy là xong một video hai giây cái uh, video logo rồi mọi người ấn lưu là được thôi đây Do là cái ảnh của mọi người chọn ấy, độ phân giải nó thấp mà người có còn độ phân giải cao thì nó sẽ nằm ở 1080 với 720 nhé. Mọi người ấn lưu là được. Đây là cái quảng cáo do mọi người đang dùng bạn miễn phí. Mọi người đợi chút ấy, nó sẽ hiện hai cái dấu nhân đây, dấu nhân ở trên góc phải màn hình. Các bạn ấn tắt đi vài lần. Hoặc là mọi người không muốn ấy thì mọi người dùng cái bạn có phí là được. Như vậy rồi, ok thôi không có gì nữa hết rồi mọi người có cái thắc mắc gì thì liên hệ với hà qua zalo 0986 185 191 website an com vn hoặc facebook trịnh thu hà để được hướng dẫn chi tiết hơn nhá xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau